Thưa quý vị và các bạn, ở buổi đọc truyện trước, sau lần đầu tiên và cũng là lần cuối cùng Sáu Nguyện tìm về với những kỷ niệm trận mạc. Anh xin làm công nhân cạo mủ tại một công ty chuyên trồng cao su tại Phước Long với cái tên mới Nam Thạch. Nhưng rồi người ta không cho anh chìm đắm mãi vào cái thế giới khổ ải nhưng ngọt ngào của riêng anh nữa. Vị tổng giám đốc công ty vốn cũng là một trung tá chuyên ngành, dường như biết rõ lai lịch của anh, đã đề nghị anh về làm giám đốc nông trường thay cho tên giám đốc 21, láo toét, chỉ ăn chứ không làm, chuyên gái gầm. Từ chối chức giám đốc nông trường 21, nhưng Sáu Nguyện vẫn buộc phải nhận chức đội trưởng. Nhưng công việc mới mẻ này cũng không tồn tại được lâu. Những người lính cầm súng năm xưa không thể xoay sở trong cái nhiệm vụ mới phát triển kinh tế. Hàng loạt cán bộ, kể cả ông tổng giám đốc tốt bụng, bị cách chức. Gần một năm sau, Sáu Nguyện cũng từ biệt nông trường. Diễn biến tiếp theo của tiểu thuyết Ba lần và một lần của nhà văn Chu Lai mời quý vị và các bạn đón nghe trong buổi đọc truyện đêm nay qua giọng đọc Thu Loan. Người ta bắt đầu không chịu nổi anh nữa. Bình thường, họ đã cho anh là một con người bí hiểm và nguy hiểm. Cái gì anh cũng biết, chẳng việc gì là qua mắt được anh. Nhưng anh lại luôn luôn không tỏ thái độ gì, chỉ cười mà lại cười rất nhạt. Nhưng đến khi bỗng xuất hiện hàng loạt những lá đơn khiếu tố, thư nặc danh và cả hữu danh về những sai sót không thể tha thứ được của một vài cá nhân trong ban giám đốc như dốt nát, ăn chặn, trù dập, thất thoát, phá rừng, bê tha, trụy lạc, được gửi lên trên, được tuồn ra cho báo chí, thì người ta đã nghĩ ngay đến anh và đổ diệt cho anh là kẻ giật dây hậu trường, là đứa ném đá giấu tay và bí mật phát động một chiến dịch thanh trừng anh. Anh oan, oan hoàn toàn. Anh chỉ là một kẻ cầu an, sợ va đập, cố nhắm mắt làm ngơ mọi sự để được sống yên tĩnh qua ngày. Sự thẳng thắn pha một chút yên hùng, không chịu nổi những phi lý trái ngang. Anh đã từng làm, đã từng trải qua và cũng đã từng phải trả giá trong những tháng ngày chiến tranh rồi. Thấm đòn ê ẩm rồi. Anh không muốn xáo trộn, không muốn tay trần đấm thí mạng vào đá để phải trả giá nữa. Vô ích, vô nghĩa và vô cùng. Thực chất anh, bằng một chút máu lính còn lại trong huyết quản, anh chỉ đệ lên trên. Những cơ quan có thẩm quyền nhất của công ty, của tổng cục, một tờ trình dài 20 trang nhằm đưa ra những giải pháp ôn hòa, có tính luận chứng kỹ thuật về con giống, cây trồng, về đầu tư vốn khai thác. Thế thôi, chứ tuyệt nhiên không đả động gì đến chuyện tiêu cực này, chuyện xấu xa kia gì cả. Và tờ trình cũng được đưa lên theo con đường tổ chức, công khai, chân thành, rất trúng nguyên tắc. Bằng cách đó, rất ngây thơ, anh nghĩ rằng biết đâu rồi mọi sự sẽ được cải thiện mà chẳng cần đến đao to búa lớn giáng vào đầu nhau. Anh đã lầm. Chính thái độ cầu an lưng chừng đó đã chém ngược vào mặt anh. Họ chụp lên đầu anh cái mũ là trung tâm chia rẽ và lật đổ, chuyên kích động phần tử chây lười, bất mãn nhằm cầu lợi cầu danh. Họ nói, trong quá khứ anh là kẻ đào tẩu khỏi mặt trận, trốn về phía sau. Thậm chí quy kết anh là có tư tưởng phản động, phủ nhận quyền lãnh đạo của Đảng đã thành hệ thống. Ví như không tin tưởng vào hiệp định 50.000 hecta của trên. Chưa hết, không hiểu dựa vào chứng cứ pháp lý nào đó mà họ cứ nặng nặc kết tội anh là hung thủ trong vụ cháy 3 hecta cao su tháng rồi. Tá hỏa tam tinh, hoa mày chóng mặt, anh chưa kịp hiểu, chưa kịp ứng phó ra sao, thì trong một cuộc họp Đảng được triệu tập gấp gáp, tên anh đã nằm mấp mé ở miệng vực của cái sự phải ghi vào lý lịch với ý nghĩa cảnh cáo từ lúc nào. Nhưng đến khi có một cấp ủy viên lạnh giọng đề nghị khai trừ luôn thì anh đã đứng bật dậy. Những chấm xanh trong mắt tưởng đã từ lâu tắt hẳn lại bay ra. Tôi đã mất tất cả và sẵn sàng chấp nhận mất nữa. Nhưng đến khi có một cấp ủy viên lạnh giọng đề nghị khai trừ luôn thì anh đã đứng bật dậy. Những chấm xanh trong mắt tưởng đã từ lâu tắt hẳn lại bay ra. Tôi đã mất tất cả và sẵn sàng chấp nhận mất nữa. Nhưng riêng đối với danh hiệu người cộng sản, nói thật, nếu ở đây ai đụng đến nó, tôi sẽ bảo vệ bằng chính mạng sống của mình. Ai? Không ai cả.
họ biết cái nhìn xanh lét kia không quen đùa, không thích đùa. Nhưng họ lại không biết và cũng không ngờ rằng cái tin ấy còn ngầm toát lên một ý ghê tởm khác, đó là các người khép cái màn kịch ấy lại đi. Nguyên cớ chính mà các người muốn đốn gục ta không phải là giáo chọn những thứ tầm phào như các người oang oác nêu ra vừa rồi. Thực chất, các người đang sợ ta. Bằng uy tín, bằng năng lực, bằng lòng dạ vốn có, ta sẽ nhảy cao hơn nữa, cao ngang bằng với các người. Và khi đó, cái nhá nhem của các người sẽ không có chỗ lẩn khuất, lộng hành. Nên cách tốt nhất là các người hè nhau tiêu diệt ta từ trong trứng nước. Phải vậy không? Các người nhầm rồi, nhầm tệ hại. Ta đâu có thiết những thứ đó. Nếu thiết, mà thôi, thế cũng là đủ. Cũng là một lần cho ta mở mắt nhìn đời, nhìn vào nhân tình thế thái. Cái choáng váng này chưa qua, thì cái choáng váng khác lớn hơn lại ập đến. Chính vẻ lơ ngơ im lặng của anh đã làm cho một số đông quần chúng hiểu lầm. Họ nói anh là kẻ thúc thủ hèn hạ, là tên ngậm miệng ăn tiền, là coi chừng hắn sẽ bán đứng đồng loại để tháo thân, là cần phải đón đường nện cho hắn một trận. Và chút nữa thì anh đã bị nện đến nơi đến chốn một trận thật, nếu như đêm ấy không kịp quật ngã ít nhất là ba người để vùng chạy thoát. Trong mọi cuộc sinh tồn, người ta có thể tìm được lý do tồn tại nếu biết đứng hẳn về một bên. Nhưng một khi cả hai bên đều ngỏ ý không chấp nhận mình thì có nghĩa là hết. Anh rơi thỏm vào trạng thái cô đơn tuyệt vọng và chỉ còn một giải thoát duy nhất là ra đi. Ra đi càng nhanh càng tốt, ra đi trong tình trạng không đồng xu dính túi, trừ một bộ rưỡi quân phục đã rách bươm. Và vẫn là còn may, khẩu súng dứt báng anh luôn luôn giấu kín ở trong người. Thưa bạn đọc, đó là vào những năm 1980 của đất nước, những năm mà mọi sự vẫn chìm trong cái sắc chung hết sức u ám. Vết tử thương của chiến tranh chưa kéo ra non, những khuyết tật thời hậu chiến lại không ngừng nảy sinh và lộng hành. Tiếng gào của chiếc dạ dày trống rỗng đang át đi nhịp đập ân tình trong lồng ngực. Các giá trị tinh thần đang có nguy cơ bị đảo lộn. Lòng người nổi nênh, đức tin bị gặm nham nhở. Đi đâu, ở đâu cũng chỉ nghe được cái âm thanh choàm ngoạp của một cuộc mưu sinh quá đỗi vất vả, nhọc nhằn. Bế tắc, buồn nản, cái đen, cái trắng, điều xấu, điều ác lộn xộn. Sự trắng trong trung thực bỗng trở thành món hàng xa xỉ. Thói ăn người, hại người, thói quen thực dụng có chiều hướng lên ngôi. Chửi đồng, chửi ác, vị kỷ, múa gậy trong bị, mũ ni che tai, đang biến thành thói quen, thành lối sống thời thượng của một số không ít người. Vâng, trong bối cảnh ấy, nhân vật của chúng ta, anh Sáu Nguyện, không hiểu sẽ ra thế nào đây. Chắc các bạn sẽ cho rằng, với tất cả sự ngu ngơ, nhu nhược ấy, với tất cả những nỗi đau đang âm ỉ trong lòng ấy, dứt khoát con người kia sẽ bị nghiện xa cám nếu như không tự hủy bởi nỗi cô đơn tuyệt vọng ghê gớm của mình. Sai hết. Vâng, tôi xin mạo muội mà nói rằng tất cả chúng ta đều sai. Bởi lẽ, cái logic của cuộc đời và cái logic của văn học nhiều khi rất khác nhau, nếu không muốn nói là có lúc còn ngược hẳn lại. Sáu Nguyện vẫn khỏe, thậm chí trẻ trung, rắn giỏi hơn. Điều gì xảy ra với anh vậy? Xin các bạn hãy cùng tôi ghé qua cái thành phố ấy, một thành phố công nghiệp ầm ào của vùng Đông Nam Bộ. Anh đang thả bộ dọc theo những đường phố chính với nét mặt bình thản, hơi đắm chìm. Một bộ quần áo gọn gàng, vẫn màu quân phục vừa mua xẻ được của một cửa hàng đồ cũ thôi nhưng còn tươm tất. Ba lô con cóc đeo một bên vai, đầu để trần, tóc cắt cao, chân giận dép da đen, nước da dám nắng, mắt nhìn ngó nghiêng. Nhìn anh có dáng một cán bộ kiểm lâm hoặc một anh chàng lái máy cày, máy kéo gì đó vừa ở trên rừng lâu ngày được một lần đi phép. Đặc biệt là trong túi anh có ối tiền, chí ít cũng phải tới 700-800 ngàn gì đó. Thời điểm ấy, hơn 100 ngàn một chỉ vàng, một chiếc xe máy tốt cũng chỉ hơn chục chỉ. Có được chừng đó tiền là thấy ấm bụng lắm. Dáng đi dáng đứng cũng mặc nhiên tự tin, khoan nhặt hẳn lên.
Và bước chân anh quả nhiên là khoan nhặt thật. Lúc chậm, lúc nhanh, lúc lại dừng lại. Ra cái người nhàn tản rong chơi, chả có việc gì để làm. Anh ơi, dưới đó có nhiều cạm bẫy lắm. Có nhiều người ác lắm, không hiền lành chân thật như người trên này đâu. Anh sáng cẩn thận nghe. Xuống đó, nếu tìm được việc làm thì anh ở lại, nhớ đánh tin về. Nếu không tìm được, anh hãy trở lại với mẹ con em. Có rau ăn rau, có cháo ăn cháo. Chợt nghe câu nói đó văng vẳng bên tai, anh nhẹ lắc đầu mỉm cười. Có gì đâu, tất cả chỉ ở như một vụ trơn trượt xe máy. Số là sau khi rời khỏi làng cao su, anh không tìm ra mặt lộ để đón xe đò về thị xã như cái lẽ thông thường, mà quyết định cứ lội bộ theo những ngả đường mòn vắng lặng trong rừng. Tối đâu ngủ đấy, gặp gì ăn nấy, qua loa. Hơn lúc nào hết, anh rất cần sự vắng lặng để suy nghĩ về mọi điều, hoặc chả suy nghĩ gì cả. Đơn giản chỉ là một cách lãng du, thư giãn giữa thiên nhiên lành hiền vậy thôi. Sang ngày thứ hai, trời mưa nhỏ. Đang từng bước phì phèo leo lên cái sườn dốc trơn nhẫy để tới một đỉnh đồi ngút ngát những màu xanh bạch đàn trước mặt. Anh chợt nghe có tiếng trẻ con khóc ngằn ngặt đâu đây. Tiếng khóc lúc to lúc nhỏ, lúc lại im lìm như không phải là khóc, như chỉ là anh nghe nhầm tiếng gió, tiếng lá cọ sát vào nhau mà thôi. Đi thêm một đoạn nữa, tiếng khóc nghe rõ hơn, xem chừng đã có vẻ đuối hơi kiệt sức lắm rồi. Anh dạo bước về phía đó, chợt sững người. Một bé gái chừng 5-6 tuổi đang vừa gào khóc vừa cào cấu trên thân thể mẹ nó. Một phụ nữ còn trẻ nằm thiêm thiếp, có vệt máu rịn ra ở thái xương, quần áo bê bết đất cát. Và bên cạnh là chiếc xe Dream 50 phân khối đổ nghiêng, bốc ra mùi xăng thoang thoảng. Không kịp đắn đo suy nghĩ, giống như một phản xạ thời chiến, không hiểu bằng cách nào đó, anh đã vượt được cả hai mẹ con lên xe và ì ạch thổ dắt ra mặt lộ. Đến bệnh viện thị trấn, Phúc Đức làm sao, người ta kết luận người mẹ chỉ bị choáng ngất, chứ sọ não xương cốt hầu như không bị làm sao. Người ta hỏi anh là ai, là thế nào với nạn nhân? Không biết trả lời sao, anh đằng tặc lưỡi. Là người nhà, là chồng của cô ấy. Tiếng một cô y tá văng vẳng đằng sau anh. Vợ trông nõn thế mà chồng thì bụi bẩn như cái thằng xe ôm, phí của. Anh cười. Để rồi suốt đêm hôm ấy, đã buộc phải hoàn tất chót lọt cái nghĩa vụ làm chồng trong chức năng hộ lý bận bịu. Sáng hôm sau biết được tin, một ông lão có vẻ ngoài cân quắc, tự xưng là ông ngoại của đứa bé, vội vã đến thăm. Sau khi nghe con gái kể lại, ông nắm cứng lấy tay anh, nghẹn giọng. Quý hóa quá, quý hóa quá. Lúc đó không có cậu, thì rồi không biết số mạng của hai má con nó sẽ ra thế nào. Đã bảo đường trơn, đi không có nổi đâu mà nó không nghe. Ơn này là ơn cứu tử. Già xin vái cậu một vái để khắc vào xương cốt. Anh vội giữ ông lão lại, vẻ bối rối hiện ra mặt. Thôi, bây giờ chú đến đây rồi, chú đón mẹ con cô ấy về, cháu xin phép. Cậu định đi đâu? Ông già trợn mắt. Cậu chưa thể đi được, cậu phải về nhà già để cha con già có dịp đền đáp. Càng bối rối, anh nhìn nhanh sang người mẹ trẻ. Ánh mắt người mẹ cũng đang ngước nhìn anh. Ừ, nghĩ cho cùng thì cái thân mình cũng có vội gì đâu nhỉ. Có cái quỷ gì đón đợi mình ở phía trước đâu nhỉ. Thêm một cái tặc lưỡi nữa, thế là ông chồng bụi bẩn bỗng bất đắc dĩ có mặt tại ngôi nhà ngói ba gian của cô vợ đẹp nõn, cũng bất đắc dĩ của mình. Không rẻ, anh đã nán lại làm thượng khách của cái gia đình nhỏ ấy được tới cả 15 ngày trời. Có lẽ nếu sau này nhớ lại, đây là khoảng thời gian tuy ngắn ngủi nhưng lại tuyệt vời nhất của anh. Tuyệt vời không phải vì ngày nào, bữa nào cũng linh đình yến tiệc với tiềm lực một ông chủ của cả ba quả đồi chuối mênh mông này. Yến tiệc vậy đã thấm tháp thú ăn nhậu, thậm chí còn hãi sợ nữa là khác. Càng không phải vì đêm đêm sự cô đơn của anh đã được lấp đầy bởi một cuộc sống ấm cúng rất gia đình. Mà cái chính là, ngày ngày anh được hoàn toàn đập mặt vào thiên nhiên yên tĩnh, được tự do đi dạo giữa những tán chuối rượi mát, êm hòa, thơm thoảng mùi trái chín, hoặc sớm tinh mơ khi vạn vật còn ướt đầm sương đêm. Khẽ lần lên đỉnh đồi ngồi lặng phắc thật lâu, mắt nhắm, hai tay chắp trước ngực,
hai chân quấn chéo vào nhau mà người ta thường gọi là ngồi thiền để đầu óc được tan loãng, để không phải suy nghĩ gì hết, để biến toàn thân vào cõi mênh mông vô cùng của vũ trụ, để cháy sáng lên cái cảm nhận rằng mọi lo toan, chết sống, vinh nhục ở đời thì rồi cũng là hão huyền, là vô nghĩa hết. Như một lần nào đó, đã xa xôi lắm rồi, anh có nói với Út Thêm. Út Thêm, không hiểu con nhỏ đã đi học về chưa, mà còn nhỏ cái nỗi gì nữa, cũng phải hăm mấy rồi. Lúc này nó đang làm việc ở đâu, có vất vả lắm không? Vẫn một mình hay đã đùm đề con cái? Thôi thì chỉ cầu mong cho cuộc sống của nó xuôi chèo mát mái, đừng chớ trêu, đừng nhọc mệt như cuộc sống của mình. Cầu mong cho cả Tư Trao. Khốn khổ chưa, không phải chỉ một lần này mà đã hàng nghìn lần rồi, nhất là về đêm, cứ mỗi khi khuôn mặt Tư Trao và gã đàn ông ấy hiện về, thì anh đã bằng mọi cách xua đuổi đi ngay. Càng xua đuổi, nó càng chập chờn hiện về, lại xua đuổi, mệt nhoài. Cứ thế, đến ngày thứ 14, thì cái khác lạ trong ánh mắt người mẹ trẻ mà hôm rồi trong bệnh viện anh lơ mơ cảm nhận được đã trở thành hết sức cụ thể. Đêm ấy, ông cụ đi đám giỗ ở dưới thị xã, sáng mai mới về. Con bé con cũng đã lăn ra ngủ từ lúc nào. Nhà trên đồi, ngọn gió đồi, bóng đêm đỉnh đồi dường như cũng thăm thẳm hơn bóng đêm nơi khác. Xe lạnh, nằm ở gian ngoài, chằn chọc mãi không ngủ được. Anh bỗng nghe thấy cửa phòng kẹt nhẹ, rồi tiếng chân còn nhẹ hơn lần ra chỗ anh. Biết đấy là ai, là sự việc gì đang xảy đến, sắp xảy đến. Anh nín thở, giả vờ ụ ợ chờ mình làm như đang ngủ. Bước chân vẫn đến gần, ngập ngừng, tưởng như quay lại, rồi lại gần hơn. Đầu óc anh bỗng nóng ran. Từ hôm đến đây, anh không đuỗn để đến nỗi không nhận biết được điều gì đang chuyển động trong đôi mắt lá răm đa tình kia mỗi bận nhìn chéo về phía mình. Nhưng anh tránh, thực lòng lẩn tránh. Nhiều khi ngồi trong nhà nhìn ra giếng nước, anh phải quay đi, không dám nhìn lâu vào đôi mắt đó. Cái miệng mở hé, cái thân hình rừng rực, có khuôn ngực cuộn sóng cuộn bão trong lần áo mỏng đó. Người ta đã có chồng. Chồng người ta lại là một sĩ quan tâm lý chiến đang đi cải tạo, chưa biết bao giờ về. Thừa cơ nhảy vào lúc này thì thực chả hay ho gì. Chưa biết chừng sau đó, người ta sẽ nhìn vào mình, chí ít cũng còn bóng dáng của một thằng lính cách mạng. Với cái nhìn giễu cợt, mai miệng thì đúng là chả ra làm sao. Dám lắm chứ, rốt cục các đồng chí cũng lòng và như lòng sung thôi. Tằng tịu với một người đàn bà có chồng đã quá xá rồi. Nhưng đức ông chồng ấy lại là một sĩ quan ngụy đang được các đồng chí bắt đi tẩy não, thì cái sự tằng tịu đó, đúng là các đồng chí cũng chịu chơi, hết biết thiệt. Suy tưởng đó khiến cho anh chợt tê tái, nhớ ngược lại những ngày đầu giải phóng. Một vài anh em mình ngu ngơ không biết, dính ngay vào đám gái mại dâm, đóng giả gái nhà lành. Thế là bị đổ bệnh. Khổ. Cả thời trai trẻ ở rừng, nào ai đã biết bệnh này là bệnh gì đâu mà chữa trị. Chỉ thấy nó sưng dần lên, đau quá, bốt quá, mà lại không dám nói, lại càng sưng tấy hơn. Đến khi không còn khả năng giấu giếm được nữa, đành phải để quân y đơn vị đưa đến nhà thương. Đến đấy, chạm phải cái nhìn ghẻ lạnh ra mặt của cánh y bác sĩ thời cũ mới bắt đầu thấm cái nhục. Cho đến khi loáng thoáng nghe được câu nói ác ý sau cái cười khẩy của một cô hộ lý chuyên đổ bông băng. Mấy ông giải phóng này thua mấy ông quốc gia ngày trước. Mấy ông quốc gia đâu có chịu phải đi nhà thương vì thứ bệnh dơ dáy này. Họ tự chữa lấy, dễ ợt à? Thì cái sự nhục đó đã bục ra khỏi phạm vi cá nhân. Chịu không nổi, có anh nửa đêm trở dậy, treo cổ tự tử. Tiếng chân vẫn đến gần, gần nữa. Không. Không thể như thế được, phải cứng rắn, mình phải thiền, phải cố mà đánh suy nghĩ sang chuyện khác. Anh cắn răng nhủ thầm. Tiếng chân đã tiến sát ngay đầu giường, rồi thành giường chợt trao chênh bởi một sức nặng mới đè xuống. Mùi lá xả, mùi da thịt đàn bà ngây ngậy sực lên, lan tỏa, bò ngoằn ngoèo, bùa vây, úp chụp, len vào mũi, vào mồm, len vào tận các lỗ chân lông, chui sâu vào lục phủ ngũ tạng.
không ụ ợ nổi nữa, anh nằm chết cứng, nhột nhạt, hơi thở chui tụt vào trong. Một tiếng nói bỏng cháy, đứt quãng phả vào tai. Anh hai, em biết anh chưa ngủ, đừng khinh em. Em khổ quá, gần chục năm nay, em đâu có biết đàn ông là gì. Em chờ anh ấy, nhưng anh ấy... Đừng lạnh nhạt với em. Em thấy anh hai là người tốt, rất tốt, nên em... Một giọt nước ấm ấm rơi xuống cổ anh. Giọt nữa, rồi giọt nữa. Bỏng rát như giọt nhan thạch. Tiếng khóc đàn bà càng kìm nén, càng bở bục ra. Đầu óc anh cũng bở bục. Theo bản năng cố hữu, anh định nói một câu gì đó, một lời gì đó mang tính chất an ủi, cũng là để cố sức tự trấn an mình. Nhưng nói không ra, mồm miệng cứ khô quắt lại, dấp dính như đang nhai kẹo mật. Người đàn bà ngừng khóc, thở ra một tiếng nặng nề gấp gáp, rồi trườn người lên thân thể anh, siết chặt, đè nghiến, hôn cuống quýt lên cổ, lên mặt, lên môi anh và dừng ở đó, cắn chặt như hút, như uống. Cùng lúc, rõ ràng anh cảm thấy bộ xương ngực ọp ẹp của mình đang bị võng xuống dưới sức nén của một cặp vú rắn căng để trần, nhợp nhớp ướt. Và phía dưới là một sự siết đến nhức nhối, khiến anh muốn đảo người sang bên để cố chối bỏ một sự thật là có cái gì đó trong thân xác. Chỗ ấy đang biến dạng dữ dội, vượt ra ngoài ý muốn, nhưng lại bất lực, đờ đẫn, nằm im. Và bất giác cũng đưa tay siết trở lại tấm lưng tròn trịa, vừa mịn mát, vừa nóng hầm hập. Mọi sự rồi sẽ xảy ra như nó vốn đã xảy ra trong chuyện muôn đời trai gái. Nếu như vào cái khoảnh khắc như lên cơn kinh giật, anh cuồng nhiệt lật người nằm lên trên ấy, người đàn bà không mê mụ nói một câu: anh yêu em đi, yêu em mạnh vào, cho em chết đi. Em cần một người đàn ông em thương, em quý, chỉ là đàn ông thôi. Nào, yêu em nào, lẹ đi. Trời ơi, sao lại thế này? Chẳng hiểu vì câu nói hổn hển không chủ đích đó, vì đã lâu quá rồi, kể từ ngày còn có Tư Trao, anh chưa một lần chung đụng với đàn bà, hay là vì cuộc sống bấy lâu quá đỗi hao tâm tổn khí mà đầu óc anh bỗng trơ khắc trở lại. Tệ hại hơn, cái phần thân xác cương cứng mà hồi nãy anh vừa sợ hãi kia, bây giờ cũng tan biến hết đi đâu, ê chề, chìm lặn. Cảm biết được điều đó, người đàn bà lặng đi một chút, ngỡ ngàng, đau xót, tiếc nuối, rồi òa khóc. Anh ác lắm, anh không thương em, anh khinh rẻ em hận anh, rồi bỏ chạy về phòng. Sáng hôm sau, cố làm ra vẻ tươi tỉnh và bình thản, anh xin phép ông lão được từ biệt để lên đường. Nếu giữ anh ở lại thêm không được, ông đưa cho anh một gói nhỏ bọc ni lông, có vẻ như đã được chuẩn bị sẵn, nói: tôi biết chú nghèo, người tốt bao giờ chẳng nghèo. Có chút tiền tôi bán vụ chuối vừa rồi, chú cầm theo làm vốn mà mần ăn. Còn lạng cao hổ để chú ngâm rượu uống dần. Tôi trông thần sắc chú còn yếu lắm. Cao thứ thiệt đó, do một người bạn ở Kon Tum mới nấu được đem cho. Tôi chưa dùng tới. Anh cảm ơn ông lão và chỉ xin nhận lạng cao, còn tiền thì gửi lại. Nói nếu sau này có việc cần dùng đến, sẽ xin được trở lại quế quả ông sau. Thiếu phụ nói, đây đi thị xã hơn 100 cây số, chị sẽ chờ anh bằng xe máy cho nhanh, tiện thể chị cũng có chút việc ở đó. Anh cảm ơn, nói thác rằng còn định lang thang đi tìm vài người bạn chiến đấu cũ rồi mới xuôi. Chị bảo, thế thì xin đi tiễn anh một đoạn đường vậy. Suốt đường đi, chị chỉ cắm cúi bước, không hé răng với anh một lời. Mấy lần anh đã định ướm thử, nào là em hãy tha lỗi cho tôi thực lòng quý trọng em. Chỉ vì tôi kiệt quệ, tôi không xa một thằng đàn ông, tôi đã làm cho em buồn, nào là... Nhưng chị đều đánh mặt đi. Mãi đến lúc ra đến sát mặt lộ, chị mới giữ anh lại, mắt nhìn thẳng vào anh, hơi ươn ướt, giọng nghẹn đắng. Em không hận anh đâu, cũng không trách anh, em chỉ thấy thương anh hơn. Nghe ba em bảo cuộc đời anh chìm nổi nhiều, em chỉ tiếc không làm gì được để đắp bù cho anh. Anh đi em không giữ, chỉ dặn ở dưới ấy nhiều cạm bẫy, nhiều người ác lắm. Chị còn dặn thêm,
Trong túi sách có mấy bộ quần áo may ang áng theo tầm vóc anh. Nếu không vừa, anh nhớ vào hiệu nhờ người ta sửa lại. Có cả mấy thứ lặt vặt như dầu xoa, thuốc đau bụng, thuốc cảm cúm, sốt rét. Cả gương lược chải đầu, anh nhớ đem ra dùng, vậy thôi. Nhưng tối đêm hôm đó đến nhà trọ, dở đồ ra, anh còn bất ngờ nhìn thấy dưới đáy túi, bọc trong chiếc khăn tay thơm thoảng, cả một sợi dây chuyền to tướng, vàng óng, nặng cỡ 2-3 lượng vàng, và bên cạnh là chiếc đồng hồ 3 chữ A mới tinh. Những chữ số ngời lên xanh biếc. Anh vẫn đang thả bộ theo những con phố chính của một thị xã công nghiệp, lắm âm thanh, nhiều sắc màu, ồn ào, nắng bụi, cuồn cuộn, quay cuồng, váng đầu chóng mặt nhưng mà vui. Mà lạ lẫm như thế, anh chưa hề nhìn thấy nó lần nào. Mà đúng thật, giải phóng xong một cái là cuộc đời đẩy anh chui luốt luốt vào rừng luôn. Thì thoảng có việc về đô thị thì cũng chỉ là tráng qua, lướt qua, ghé gầm trong một tâm trạng nặng nề. Còn đầu óc đâu mà ngắm nghía cái gì nữa. Cuộc sống mới kỳ cục làm sao. Ngày xưa ở trong cứ, mỗi lần trèo lên cây gác nhìn về hướng này, lại khao khát không cùng, được một lần đặt chân đến, được khoan thai thả bước giữa đường nhựa, giữa nắng gió yên bình, được húp một tô hủ tiếu đến bỏng môi, được ngửa cổ làm cạn một hơi ly cà phê đá cho mát lạnh tới tận ngón tay ngón chân được, là có thể lăn ra chết ngay cũng cam lòng. Vậy mà khi có rồi, lại thấy dường như không phải thế, không đúng thế, cứ sường sượng, giả giả thế nào. Rõ ràng lá cờ đỏ sao vàng đang bay phơ phất trên nóc nhà máy kia. Rõ ràng tấm biển tỉnh ủy, thành ủy đang hiện diện chói chang ngay trước mặt đó. Và rõ ràng là màu quân phục cách mạng đang ngự trị khắp nơi. Nhưng sao mắt nhìn vẫn cứ thấy ngờ ngợ. Chao ôi, ấn tượng về một thành lũy hang ổ kẻ thù với bộ đồ lính khét mù, với lá cờ Mỹ, cờ tam tài treo trên nóc nhà công sở, với quán tiệm nhấp nhô nón sắt kẻ chữ USA, với những tiếng nhạc xa lạ rung giật nỉ non lại đọng lại trong ký ức con người lâu đến thế. Nắng mưa vẫn vậy, bầu trời vẫn thế, cây cối vẫn im lìm, chỉ có con người và màu sắc cuộc đời là biến động thôi. Lạ nhỉ, làm sao có thể không chấp chênh một chút trong lòng khi cũng trên con đường này, mới ngày nào thôi còn hộc rú tiếng xe cảnh sát, xe quân cảnh kẻ thù, mà giờ đây lại đang lạnh lói vang lên khúc hát quá đỗi quen thuộc trên loa phóng thanh. Ta đi trên đường Hà Nội rực rỡ chiến công, đường thanh thang Ba Đình lịch sử. Là sự thật hoàn toàn đó mà lại như không thật chút nào, như đùa cợt, như ảo giác, như cuộc chiến tranh kinh hoàng chưa hề đi qua đây, chưa hề lộng hành, gào thét ở đây. Quý vị và các bạn thân mến, buổi đọc truyện đêm nay của Đài Phát Thanh và Truyền hình Bắc Giang đến đây là hết. Diễn biến tiếp theo tiểu thuyết Ba Lần Và Một Lần của nhà văn Chu Lai mời quý vị và các bạn đón nghe trong buổi đọc truyện thứ hai tuần tới. Thu Loan xin kính chào tạm biệt.